Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion tuần này. Thật là vui mừng khi mà chúng ta lại có dịp được ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện với nhau về những gì đang diễn ra trên thị trường, nhất là trong bối cảnh mà thị trường đang trải qua một cái giai đoạn vẫn tương đối là hưng phấn giờ thời điểm hiện tại. Trong khoảng thời gian vừa qua thì mình để ý thấy là có khá là nhiều những cái bản cập nhật mới của những cái dự án đã được thông báo. Và một trong những cái chủ đề mà mình thấy khá là đáng chú ý đó chính là liên quan tới mảng phát triển những cái bộ công cụ của những cái dự án Layer 2. Và mình tin chắc là các anh em ngồi đây cũng rất là quan tâm tới cái mảng này. Tuy nhiên thì trước khi đi sâu vào cái nội dung của podcast ngày hôm nay thì hãy dành qua một vài phút để cùng gặp gỡ lại gương mặt khá là quen thuộc của cái series DeFi Discussion, đó chính là anh Nguyên. Chào anh Nguyên ạ. Ok, xin chào anh em, xin chào Tiến. Thì rất là vui khi chúng ta lại có cơ hội đồng hành với nhau trong một cái điểm hẹn nó quá quen thuộc ha, vào mỗi thứ hai đầu tuần. Thì hy vọng là trong cái tập DeFi Discussion tuần này thì bọn mình sẽ có những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn và chia sẻ nó thú vị, và đâu đó mang lại cho anh em những cái giá trị trong cái bối cảnh mà thị trường nó cũng như Tiến có chia sẻ hồi nãy, nó là cũng khá là hưng phấn và có thể nó sẽ hơi gọi là ồn ào một xíu, nó hơi sao nhãng một xíu. Thì hy vọng là cái tập tuần này đâu đó nó sẽ giúp anh em có một cái tổng hợp, một cái tổng quan hơn về những cái phát triển hiện tại của các cái dự án ha. Ok, thì anh Nguyên nè, trong khoảng thời gian vừa qua anh em đã nói là chúng ta đã liên tục chứng kiến sự ra mắt của những cái bộ công cụ mới do các Layer 2 phát triển, góp phần khiến cho cuộc đua của các Layer 2 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Như là đại khái việc là Optimism ra mắt OpenStack với cái tham vọng trở thành Superchain, GKSync thì ra mắt GKStack với tầm nhìn phát triển là Hyperchain, Arbitrum cũng kém cạnh khi mà ra mắt là Arbitrum Orbit với là mục tiêu tiến đến Layer 3. Vậy thì anh có thể một lần nữa là giới thiệu sơ qua về các bộ công cụ này cũng như là những cái cập nhật mới nhất gần đây của chúng không? Ok, thì chắc là nếu như mà anh em mà gọi là theo dõi, quan tâm đến các cái bộ công cụ này á, thì sẽ thấy là nó sẽ hơi loạn một xíu, bởi vì gần như là mỗi cái Layer 2 bây giờ thì họ sẽ tự phát triển cho cá nhân mình một cái bộ công cụ riêng. Thì đâu đó cái việc mà gọi là theo dõi từng cái bộ công cụ với một cái retail user thì nó cũng khá là khó. Thì đầu tiên ha, chúng ta nói về OpenStack và Arbitrum Orbit đi, bởi vì đây là hai cái dự án mà cá nhân mình thấy là với cách tiếp cận optimistic của họ thì họ có thể dễ dàng triển khai được cái sản phẩm ở ngay thời điểm hiện tại và có những cái phiên bản gọi là mẫu để chạy thử, cho gọi là có một cái bản mẫu thử để cho người dùng hình dung được là một cái bộ công cụ nó sẽ trông như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói trước về OpenStack và Arbitrum Orbit, hai cái bộ công cụ gọi là xuất hiện đầu tiên ở trên thị trường. Thì với OpenStack đi, thì có lẽ là cái cập nhật mà mình quan tâm nhất với OpenStack nó là cái thử nghiệm fault proof ở trên cái testnet Goli. Thì đây là cái thử nghiệm mà nó đã diễn ra vào tháng 10 rồi, thì họ cũng đang theo dõi những cái tiến trình đó, và nếu như mà thành công á thì họ sẽ đưa cái fault proof này lên mainnet. Thì anh em hình dung là cái fault proof này nó sẽ giúp gọi là giảm thiểu những cái rủi ro nếu như mà các cái đơn vị xác thực ở trên cái mạng lưới này nó có những cái động thái gọi là gian lận ha. Thì fault proof này nó sẽ giúp hạn chế được cái vấn đề đó. Sau đó thì một tuần vừa qua thì chúng ta thấy là Optimism cũng có những cái cập nhật, ví dụ như là tích hợp với cái EigenDA, một cái giải pháp về data availability. Thì trước đó thì họ cũng đã có tích hợp với Celestia rồi. Thì đây là một trong những cái gọi là một cái tích hợp trong cái khâu liên quan đến data availability của OpenStack. Rồi thì đó là sơ nét về OB ha. Rồi còn đối thủ Orbit thì tuần rồi thì chúng ta không thấy họ có những cái cập nhật gì quá là đáng chú ý, nhưng mà cái gọi là cái động thái mới nhất của Orbit á, thì chúng ta có thể thấy là họ cũng đang đề xuất để lôi kéo Celo, một cái layer 1 cũ đang có cái xu hướng phát triển thành layer 2, thì lôi kéo cái Celo này về sử dụng cái bộ công cụ Orbit này. Thì đó là cái cập nhật gọi là mới nhất của Orbit. Còn các cái giải pháp mà theo cái xu hướng gọi là Zero Knowledge á, ví dụ như là ZKSync với bộ công cụ ZKStack á, thì tuần qua thì họ sẽ, nếu như mà theo dõi thì anh em sẽ thấy là họ có những cái cập nhật, tức là hợp tác với các cái đơn vị phát hành NFT. Có thể thấy là Penguin, Burgee Penguin á, họ cũng có những cái thông báo hợp tác như vậy.
thì đó là cái câu chuyện của ZK Stack. Một cái giải pháp cũng đi theo cái trường phái ZK này đó là cái Polygon CDK, thì họ cũng có một cái tích hợp liên quan DA. Thì giống như cái OpenStack hồi nãy mình có đề cập, thì cái khâu DA này nó cũng sẽ giúp đảm bảo được cái độ có sẵn của dữ liệu để các cái đơn vị xác thực giao dịch á, họ có thể đảm bảo được cái an toàn cho mạng lưới. Do thì chắc là mình sẽ không nói chi tiết từng cái bộ công cụ, nhưng mà mình sẽ tạm tóm gọn như vậy thôi, để chia ra là hai cái bộ công cụ thiên về Optimistic là OpenStack và Orbit, còn hai cái bộ công cụ mà liên quan đến ZK là cái ZK Stack và Polygon CDK, thì mình tạm chia ra hai nhóm như vậy. Và đây là cái những cái giải pháp mà có những cái cập nhật cũng đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Ok, vậy thì nói chung là có khá là nhiều những cái cập nhật đáng chú ý mới của những cái dự án này đúng không? Vậy thì theo như anh thấy thì với những cái cập nhật mới như vậy á, và những cái sự phát triển từ trước đến nay, thì đâu sẽ là những cái lợi thế cạnh tranh khác biệt, tức là unique selling point của những cái giải pháp này, và cũng như đâu là những gì mà những cái bộ công cụ SDK này phải trade off để mang lại những cái lợi thế đấy của mình? Thực sự ra thì để mà nói gọi là chi tiết cho từng cái bộ công cụ á, thì cá nhân mình thấy là nó sẽ khá là trúc chắc và nó cũng khá là phức tạp để gọi là phân tích cho từng cái bộ công cụ. Nhưng mà mình sẽ liệt kê những cái gọi là những cái yếu tố mà mình quan tâm khi mà theo dõi một cái bộ công cụ. Đối với mình là một cái bộ công cụ thì nó sẽ phải có một cái dòng doanh thu ổn định. Dòng doanh thu này anh em có thể hình dung là dòng doanh thu trong tương lai á. Chứ hiện tại thì khi mà họ đang phát triển cái sản phẩm thì bảo là có thu phí liền thì cũng hơi khó. Thì cái dòng doanh thu này nó đến từ cái việc là các cái dự án họ sẽ sử dụng cái bộ công cụ này và họ sẽ chi trả lại, có thể là chi trả lại bằng cái phí giao dịch ở trên cái mạng lưới, hoặc là họ sẽ chi trả thông qua cái token. Thì đây là cái yếu tố liên quan đến cái dòng doanh thu. Và để có được cái dòng doanh thu này á, thì họ sẽ phải cố gắng làm sao để tích hợp nhiều cái dự án nhất có thể, tức là làm sao để thu hút được nhiều dự án sử dụng cái bộ công cụ của mình nhất có thể. Thì đó là câu chuyện về doanh thu. Còn cái câu chuyện về gọi là sự tiện lợi á, trong việc phát triển á, thì nó liên quan khía cạnh kỹ thuật á. Thì mình thấy là làm sao để một cái bộ công cụ mà nó có cái yếu tố dễ dàng gọi là tích hợp nhất cho các dự án, thì họ sẽ thu hút được các cái dự án sử dụng cái bộ công cụ nhiều hơn. Ví dụ như là kiểu như Arbitrum á, thì là họ sẽ tích hợp các cái ngôn ngữ khác, thay vì chỉ có thuần là Solidity thôi thì họ sẽ tích hợp cái ngôn ngữ Rust ha. Anh em nào quan tâm đến cái khía cạnh này thì có thể tìm hiểu thêm cái từ khóa Stylus á. Thì đây là một cái bộ công cụ tích hợp thêm, thì nó hỗ trợ các cái hệ thống máy ảo khác và nó sẽ hỗ trợ các cái ngôn ngữ khác như là Rust thay vì chỉ thuần là Solidity. Thì đó là một cái ví dụ về cái yếu tố gọi là làm sao để gọi là đa dạng cho các cái giải pháp. Một cái yếu tố khác liên quan đến kỹ thuật là cái câu chuyện độ an toàn. Độ an toàn là về rất là nhiều thứ ha. Thì chúng ta có thể theo dõi là cái độ tương thích với lại Ethereum nè. Rồi bọn mình đã từng có một cái tập nói về cái câu chuyện đó, về cái độ tương thích của các cái giải pháp ZK-EVM á. Rồi hoặc là cái khả năng gọi là ngoài cái câu chuyện về tương thích với Ethereum á, thì nó là cái khả năng làm sao để kết nối với các cái hệ sinh thái khác để nó tạo những cái cầu nối để nó hút được cái dòng tiền đổ vào. Thì đó là cái câu chuyện liên quan kỹ thuật. Rồi câu chuyện cuối là cái câu chuyện liên quan đến thanh khoản ha. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó sẽ khá là gây nhiều tranh cãi, bởi vì có dự án họ sẽ chú trọng đến cái câu chuyện làm sao để đồng bộ cái thanh khoản, có dự án thì họ lại không có cái hướng đi đó. Thì đây cũng là một cái gạch đầu dòng liên quan đến dòng tiền thanh khoản, cái cách mà họ thiết kế cái bộ công cụ của mình. Thì thì có ba cái gạch đầu dòng mà mình nghĩ là nó sẽ khá là quan trọng khi mà theo dõi một cái bộ công cụ. Đầu tiên nó là cái câu chuyện là làm sao để nó có được một cái dòng doanh thu ổn định để nó duy trì sự tồn tại. Thứ hai là nó có những cái hỗ trợ về kỹ thuật làm sao để nó đơn giản nhất để thu hút các cái dự án. Và cuối cùng là làm sao để nó giải quyết được cái vấn đề thanh khoản. Thì tất nhiên là nếu như mà một cái hệ sinh thái mà họ làm tốt được cả ba thì quá tốt rồi. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có những cái đánh đổi thôi. Làm được cái này thì nó sẽ bị hụt mất một vài cái yếu tố khác. Chẳng hạn thì tùy theo cái góc nhìn của mỗi người thì anh em có thể gọi là chọn ra những cái tiêu chí nó phù hợp cho mình. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến cái
cái unique selling point ha, mà hồi nãy Tiến có đề cập. Yeah. Ok, vậy thì em vừa mới nghe anh nói tới một cái vấn đề cuối cùng mà anh vừa nói đó chính là vấn đề về thanh khoản. Đây cũng là một chủ đề khá là nổi trội khi mà người ta nhắc đến các layer 2, là vấn đề về fragment liquidity. Khi mà ngày càng có nhiều những cái layer 2 ra đời thì đúng là về lý thuyết thì thanh khoản trên Ethereum sẽ ngày càng bị xé nhỏ ra, đúng không? Và với sự ra đời của những cái bộ công cụ SDK như vậy ấy, thì là cái việc tạo ra một cái layer 2 đang trở nên gọi là dễ hơn bao giờ hết, với những cái một cái vài cái anh mình đã có thể tạo ra một cái layer 2 mới rồi. Vậy thì các dự án giống như mình ở đây, mình có thể nhận ra được nhiều những cái điều này. Vậy thì với những cái dự án thì chắc chắn họ phải nhận ra những cái điều này. Vậy thì là liệu những cái Ethereum developer, những cái dev bên Ethereum và những cái dev layer 2, liệu họ có chủ đích khiến cho trên Ethereum bị xé nhỏ thanh khoản hay không? Và nếu những cái vấn đề này trở nên ngày một lớn hơn trong tương lai thì họ sẽ được lợi và hại gì nhỉ? Thực ra cái cách đặt vấn đề này thì mình thấy nó cũng khá là thú vị, bởi vì rõ ràng là chúng ta thông qua rất là nhiều những cái công cụ truyền thông thì chúng ta cũng thấy là mọi người nói rất là nhiều câu chuyện là thanh khoản nó bị gọi là nó bị phân mạnh, tại vì bản chất của mỗi cái layer 2 nó sẽ hoàn toàn khác với lại Ethereum. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần rồi. Thì rõ ràng là nó phân mạnh, và một cái user bình thường chúng ta cũng có thể hình dung được cái việc đó khi mà chúng ta trải nghiệm các cái sản phẩm. Vậy thì tại sao các cái developer họ thấy được cái vấn đề đó, đúng không? Thì họ lại gọi là họ hơi lờ nó đi á, họ hơi lơ nó đi một xíu. Thì có thể hiểu như thế này, tức là mình nghĩ nếu như mà thực sự nếu mà cái thanh khoản nó bị xé nhỏ ra và nó tồn tại ở cái dạng gọi là tương thích với một cái layer 2 nào đó, thì nó có cái lợi là nó sẽ tăng cái chi phí khi mà họ dịch chuyển ra khỏi cái mạng lưới đó. Tức là hiểu nôm na là vì cái chi phí để rút tiền ra khỏi cái mạng lưới đó nó khó quá, nó cao quá, thì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta ngại đi ra. Thì đây là cái câu chuyện mà sẽ gọi là sẽ phù hợp cho những cái dự án mà họ tự tin là trong cái platform của họ nó có những cái hook, tức là những cái công cụ để hút dòng tiền vào, thì họ sẽ chủ đích là có thể là không chú trọng lắm đến cái câu chuyện là làm sao để đồng bộ thanh khoản với những cái giải pháp khác chẳng hạn, bởi vì tôi thu hút được cái dòng tiền vào mà, thì tại sao tôi phải mở một cái cổng để cho nó chạy ra chỗ khác, đúng không? Thì có thể là một cái thuyết âm mưu như vậy, để gọi là đối với các cái dự án mà họ không chú trọng lắm đến câu chuyện là đồng bộ thanh khoản. Tuy nhiên là có một vài cái dự án, ví dụ như là Polygon, CDK chẳng hạn, hoặc là ZKSYN, thì họ cũng bảo là chúng tôi sẽ xây một cái giải pháp, một cái lớp nó gọi là Share Liquidity đó, thì để giúp cho các cái dự án mà họ sử dụng cái bộ công cụ để họ build cái chain riêng á, thì nó vẫn sẽ được tận dụng cái dòng thanh khoản chung. Nhưng mà chúng ta có thể thấy á, là điểm chung của hai cái bộ công cụ này á là gì, ở hiện tại thôi nha, ở thời điểm bọn mình thu podcast này thôi nha, là nó chưa thu hút được liquidity đó, nó chưa thu hút được cái TVL quá lớn ở thời điểm hiện tại. Có thể là cái đó là cái thứ để họ đi cả cái câu chuyện liên quan đến cái tính ưu việt của bộ công cụ. Nhưng mà với những dự án mà đã có cái xu hướng là hút được một cái dòng tiền, những người mà gọi là đi sớm ở trong cái việc là tạo bộ công cụ và tạo những cái chain để thu hút dòng tiền đó, thì họ lại không chú trọng lắm câu chuyện đó. Bởi vì dù gì thì TVL nó cũng đã ở trong nhà họ rồi, thì tại sao họ lại phải build một cái cửa hậu, đúng không, để thanh khoản nó chạy ra mất? Thì cái đó là có thể nó là một cái tính thực dụng trong cái cách tiếp cận của họ. Hoặc là có một cái yếu tố khác mà anh em có thể theo dõi trong một cái bài đăng mới của Vitalik liên quan đến sự đánh đổi của các cái layer 2 á, thì chắc là bọn mình sẽ để cái bài viết đó ở dưới link description. Thì Vitalik cũng nói là sẽ không có một cái cách tiếp cận nào nó gọi là nó toàn vẹn hết, và nếu như mà các cái dự án mà họ chọn build một cái chain riêng á, thì họ sẽ phải lựa chọn ra những cái tiêu chí mà gọi là phù hợp nhất với cái dự án của họ. Thì với những cái dự án mà cần cái yếu tố gọi là nó nhanh, tốc độ hơn một xíu, thì cái câu chuyện thanh khoản đồ này nọ thì nó cũng hơi không chú trọng lắm với họ. Tức là cái vấn đề mà độ native, độ xuyên suốt của cái thanh khoản thì nó sẽ thiên về cái xu hướng các cái sản phẩm DeFi, các sản phẩm tài chính hơn. Còn những cái sản phẩm mà nó thiên về cái yếu tố là nhanh, tốc độ, thì họ lại ít chú trọng đến cái yếu tố đó. Thì có thể là tùy thuộc vào cái nhu cầu phát triển của các cái dự án mà họ muốn sử dụng cái bộ công cụ để build chain nữa, thì có thể là phụ thuộc vào cái cách tiếp cận đó mà các cái bộ công cụ họ chưa
ưu tiên cái sự đồng bộ về thanh khoản, nó cũng là một cái yếu tố khác. Đó thì một vài cái trick âm mưu liên quan đến cái cách tiếp cận của các cái bộ công cụ là như vậy. Nói chung là nãy giờ thì cũng đã có tương đối là nhiều những câu hỏi liên quan về technology rồi đúng không, về công nghệ liên quan. Thì mình chắc là mình sẽ hỏi một số câu bên lề một xíu. Hồi đầu của podcast thì em có nghe anh đề cập tới một cái vấn đề, một cái thông tin, đó chính là mới đây á, thì một trong những đối thủ nặng ký của bên Celestia là Agent DA cũng vừa thông báo là sẽ hỗ trợ cái bộ công cụ OpenStack để phát triển cái lớp data availability. Thì cách đây không lâu á, thì cũng chắc đâu cũng đó tầm một tháng đổ lại thôi, thì chính Celestia cũng thông báo là sẽ có phát triển cái lớp DA này cho OpenStack. Và cách đó trước không lâu nữa thì cũng họ cũng đã thông báo là phát triển cho Virtualbit. Thì có vẻ như là hai dự án, và hình như là trong ngày hôm nay đâu đó tầm sáng hoặc chiều hôm nay gì đó, thì bên mình không nhớ rõ, hình như là bên developer của bên Celestia cũng nói phóng bóng gió rằng là Agent DA đang copy họ. Vậy thì anh có nghĩ là điều này có thể sẽ, đấy là sẽ là một cái bước khởi đầu cho một cái DA qua, một cái data availability qua có thể diễn ra trong tương lai không nhỉ? Thực ra nói một cách nào đó thì nó vẫn sẽ liên quan đến tech thôi, tại vì đây là câu chuyện của các bộ công cụ mà, đúng không? Ok, thì chúng ta sẽ nhìn nó ở khía cạnh là cạnh tranh của các cái dự án nhiều hơn. Thì rõ ràng là các cái bộ công cụ layer 2 thì nó đã cạnh tranh với nhau về mặt gọi là làm sao để thu hút được các cái dự án rồi, thì nó là đã là một cái war rồi, là một cái cuộc chiến rồi. Nhưng mà bây giờ thì tại vì nó theo cái xu hướng là xây dựng các bộ công cụ này, thì ở trong nó sẽ có những cái tác vụ lẻ lẻ, thì DA nó là một cái tác vụ lẻ lẻ như vậy, thì tự nhiên các cái ông DA thì sẽ phải gọi là chê mua cái khoảng trống đó, và gọi là làm sao để thu hút được nhiều cái bên phát triển bộ công cụ nhất sử dụng cái DA của mình chứ, đúng không? Thì cái đó là cái sự hiển nhiên. Và hồi nãy Tiến cũng có chia sẻ một cái khía cạnh là Celestia với lại Agent DA có một vài cái gọi là tranh luận với nhau liên quan khía cạnh là ai copy ai á, thì cái câu chuyện này nó gần như là hiển nhiên của những cái thị trường rồi. Bất cứ thị trường nào cũng vậy, nó phải có cái sự cạnh tranh. Trước đó hình như là mình nhớ không nhầm là có một cái đợt là Polygon, CDK họ cũng tố cáo là ZK Stack cũng copy cái suộc xong rồi không chích nguồn gì đó. Nói chung là giữa mấy ông bộ công cụ này thì đã có cái hiện tượng là tố cáo lẫn nhau như vậy. Thì mấy ông DA thì khi mà cạnh tranh trực tiếp với nhau, nó sẽ xuất hiện những cái hiện tượng đó, và cái sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Và đây là cái sự, có thể nói nó là một cái cuộc chiến ở trên nền của một cái cuộc chiến, và nó sẽ diễn ra thôi. Agent DA hay là Celestia hay là kể cả Avail. Avail là một cái, hồi xưa nó là một cái dự án trong mạng, nói chung là cũng trong một cái hệ sinh thái của Polygon, nên bây giờ họ tách ra họ đổi tên là Avail, thì cũng làm về cái DA này, thì chắc chắn là trong tương lai sẽ có những cái sự cạnh tranh giữa các cái bên như vậy để làm sao để họ thu hút được nhiều cái bộ công cụ sử dụng cái nguồn DA của mình nhiều nhất. Thì đó là cái thứ mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai về cái sự cạnh tranh của các cái data availability layer này đó. Ok, đó cũng là một cái khía cạnh khác ha. Vậy thì câu hỏi cuối cùng trong buổi podcast ngày hôm nay nhé, thì có lẽ ta có thể sẽ thấy khá là nhiều những cái layer 2 ra đời trong tương lai. Tuy nhiên nếu mình nhìn vào thời điểm hiện tại sẽ thấy được rằng là phần lớn những cái layer 2 phổ biến ở thời điểm hiện tại như là Arbitrum này đó, thì các sequencer đều đang được chạy bởi chính cái đội ngũ phát triển của dự án, hay gọi cách khác là người nhà vô hình chung là mất đi cái tính phi tập trung của blockchain, và nhiều người cũng đã bắt đầu đặt câu hỏi về cái vấn đề rồi, về những cái sequencer quá là tập trung. Nhưng mà cái việc phi tập trung nó cũng không phải là một cái điều dễ dàng, bởi vì là cái lợi nhuận chính của những cái nền tảng á, thì đa phần thì đến từ cái việc mà là chiết xuất MEV trong cái quá trình là vận hành cái sequencer này. Và nếu mà phi tập trung thì nó sẽ đồng thời làm giảm đi lợi nhuận này đi đáng kể đi. Vậy thì không ai muốn chia sẻ cái miếng bánh của mình cả. Vậy thì anh Nguyên nghĩ sao về cái vấn đề này nhỉ? Về cái vấn đề gọi là làm sao để phi tập trung cả cái sequencer đúng không? Thì mình nghĩ là nó có hai vấn đề. Đầu tiên là cái vấn đề như mình có đề cập hồi nãy trong một cái bài viết của Vitalik, thì các dự án họ sẽ có những cái tiêu chí riêng của mình, và cái việc là phi tập trung hay là cái tốc độ xử lý á, thì nó cũng sẽ nằm trong cái tiêu chí đó, và khi mà họ chọn một thì ít nhất cái tiêu chí còn lại nó cũng sẽ có một vài cái đánh đổi
Thì đó là cái vấn đề đầu tiên, đó là về cái tiêu chí của dự án. Liệu họ chọn cái tốc độ hoặc là chọn cái độ linh hoạt, hay là họ sẽ muốn là phi tập trung ra. Tại vì phi tập trung ở ngay cái giai đoạn này thì có thể nó sẽ hơi, nó hơi vội, và nó vẫn là một cái thời buổi mà nó khá là chớm nở của cái mạng này, thì có thể là họ vẫn sẽ duy trì trong nội bộ để làm sao để tích lũy đủ cái lực. Sau này thì nếu như mà cái câu chuyện về narrative nó thay đổi thì có thể họ sẽ dịch chuyển cái cách tiếp cận của mình tùy thuộc vào cái thay đổi trong tương lai. Thì cái đó là cái vấn đề đầu tiên liên quan đến cái tiêu chí của dự án. Nó sẽ không ràng buộc là một cái dự án nó sẽ phải là decentralized hay là nó làm sao đó. Tại vì chúng ta tham gia DeFi chúng ta cũng biết rồi, nó là một cái vấn đề mà gần như chúng ta sẽ phải ngầm hiểu với nhau. Tùy cái cách tiếp cận của mỗi cái mạng lưới, tùy cách tiếp cận của mỗi cái bộ công cụ đó. Rồi, cái câu chuyện thứ hai, cái vấn đề thứ hai, thì vậy thì nếu như mà các cái dự án Layer 2 họ có cái mạng lưới riêng của họ và họ cần có một cái giải pháp để gọi là phi tập trung ra, hay mà chúng ta hay biết đến cái từ khóa là share sequencer, thì có thể nó sẽ lại đẻ thêm một cái ngách thị trường khác. Thì hiện tại thì đã có những dự án họ đã build cái khía cạnh này rồi, và những gì chúng ta cần làm là theo dõi cái sự phát triển của cái ngách này thôi. Tất nhiên là nó sẽ đẻ ra những cái mảng thị trường mới như vậy, và thị trường DeFi chúng ta thấy nó gần như là một cái bước phát triển mặc định á, gần như là cứ lớp này đè lên lớp kia, lớp này đè lên lớp kia, và họ liên tục thử nghiệm như vậy. Thì chúng ta không thể gọi là phủ định cái giải pháp đó ngay từ đầu, mà chúng ta nên có những cái cách tiếp cận làm sao để theo dõi, và nếu như mà có cái cơ hội ở trong cái ngách thị trường nó phát triển mới như vậy thì chúng ta sẽ gọi là open để đón nhận những cái câu chuyện đó. Tuy nhiên là rõ ràng là chúng ta sẽ phải hiểu cái bản chất của cái sản phẩm của họ, và tất nhiên là chúng ta sẽ phải nghiên cứu rất là nhiều làm sao để tìm hiểu được đúng cái bản chất của cái mạng sản phẩm đó, chứ cũng đừng gọi là thấy share sequencer nó là cái gì đó mới quá thì cũng nhào nhào vào, thì cũng không hẳn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là cái cách tiếp cận của họ như thế nào, họ tương thích với các cái layer khác như thế nào, và có những cái đánh đổi nào hay không về mặt gọi là bản chất, cái độ native đó, thì sẽ là cái bước mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải thực hiện trong tương lai thôi. Thì đó là cái hệ quả của cái việc là các cái hệ sinh thái hoặc là các cái bộ công cụ họ đã phát triển một cái nhóm riêng như vậy, thì cái đơn vị xác thực ở trong cái mạng lưới của họ nó sẽ bị phân mảnh, là và nó đẻ ra những cái mạng thị trường mới, là cái điều chúng ta có thể dễ hiểu. Thì đó là hai cái gạch đầu dòng của mình về cái câu chuyện là các cái đơn vị sequencer hiện tại nó có vấn đề hay không, thì đó là hai cái gạch đầu dòng của mình về cái vấn đề đó. Nói chung lại thì có khá là nhiều những cái khía cạnh khác nhau xoay quanh những cái cuộc chiến của những cái bộ công cụ cho cái dự án Layer 2 này phát triển ha, đúng không? Thì tập podcast lần này đến đây cũng mình thấy cũng tương đối dài rồi. Rất là vừa dài vừa còn nặng rồi đấy. Nhưng mà đó cũng là một mình nghĩ là một cái feature khá là hay trong cái tập podcast lần này. Bởi vì tương lai mình nghĩ là cái cuộc chiến liên quan đến những cái Layer 2 này nó sẽ ngày càng nóng hơn bao giờ hết nữa. Thì ok, chắc là mình sẽ xin phép anh em là kết thúc cái tập podcast tuần này ở đây. Rất là cảm ơn anh em đã ngồi nghe đến cuối cái tập podcast này. Xin hẹn gặp lại anh em vào cái tập tuần sau nhé. Ok, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tập tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.